Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Hội Chữ Thập Đỏ Campuchia với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh và bà Ốc Mali, Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia, Trưởng phòng Tài chính Hội Chữ Thập Đỏ Campuchia cùng các lãnh đạo khác của Hội Chữ Thập Đỏ Campuchia. Tổng số hàng viện trợ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam gửi tặng các bạn Campuchia trong dịp này gồm 60.000 chiếc khẩu trang y tế và 300 bộ trang phục bảo hộ y tế PPE. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh đánh giá cao công tác vận động và hỗ trợ xã hội của Hội Chữ Thập Đỏ Campuchia trong thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp chính phủ và nhân dân Campuchia cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh, giúp nhiều hộ gia đình nghèo tại Campuchia vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thay mặt lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ Campuchia, bà Ốc Mali cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ quý báu của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn cả hai nước đang còn cần nhiều vật tư y tế để phòng chống dịch. Hội Chữ Thập Đỏ Campuchia đã có kế hoạch sẽ phân phối số hàng viện trợ này của phía Việt Nam đến các bệnh viện để góp phần hỗ trợ các y bác sĩ Campuchia tiếp tục với cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19.